ngày mùng 4 tháng 10 có 5.383 ca mắc mới COVID-19, riêng thành phố Hồ Chí Minh là 2.490 ca. 17 quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh cơ bản kiểm soát dịch COVID-19. Số ca mắc COVID-19 ở Hà Nam tiếp tục tăng. Đó là những thông tin nóng hổi nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Bản tin dịch COVID-19 ngày 4 tháng 10 của Bộ Y tế cho biết có 5.383 ca mắc mới COVID-19 tại 37 tỉnh, thành phố. Riêng thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 2.490 ca. Trong ngày có 27.683 bệnh nhân khỏi bệnh. Thông tin mắc các ca COVID-19 mới như sau. Tính từ 17 giờ ngày 3 tháng 10 đến 17 giờ ngày 4 tháng 10, các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Thành phố Hồ Chí Minh 2490, Bình Dương 1.210, Đồng Nai 701, An Giang 222, Sóc Trăng 118, Long An 90, Kiên Giang 69, Khánh Hòa 53, Tiền Giang 52, Bình Thuận 48, Cà Mau 36, Hà Nam 36, Đồng Tháp 33, Cần Thơ 27, Bà Rịa Vũng Tàu 25, Tây Ninh 20, Quảng Bình 18, Quảng Ngãi 17. Bình Định 14, Ninh Thuận 12, Bến Tre 12, Trà Vinh 10, Nghệ An 10, Quảng Trị 9, Bạc Liêu 9, Hà Nội 8, Đắk Nông 8, Vĩnh Long 7, Phú Yên 5, Nam Định 3, Thanh Hóa 2, Bắc Ninh 2, Phú Thọ 2, Bắc Giang 1, Đà Nẵng 1, Hải Dương 1 và Gia Lai 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Đồng Nai giảm 123 ca, Bình Dương giảm 73 ca, Tây Ninh giảm 34 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Sóc Trăng 118 ca, An Giang 75 ca, Tiền Giang 39 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong cả nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 6.835 ca mỗi ngày. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 813.961 ca nhiễm, đứng thứ 43 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi 721.480 ca. Tổng số ca qua đời do COVID-19 tại Việt Nam đến nay là 19.845 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 809.375 ca, trong đó có 716.301 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 12 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn và Lào Cai. Có 7 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Nam Định, Ninh Bình và Bắc Ninh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt này. Thành phố Hồ Chí Minh 400.003 ca, Bình Dương 216.853 ca, Đồng Nai 51.364 ca, Long An 32.857 ca, Tiền Giang 14.172 ca. Tình hình điều trị bệnh nhân Covid-19, tổng số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.144 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.061, thở oxy dòng cao HFNC 1.042, thở máy không xâm lấn 163, thở máy xâm lấn 854, ECMO 24. 3. Số bệnh nhân qua đời trong ngày ghi nhận 130 ca qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh, 93 ca, Bình Dương 20 ca, Long An 5 ca, Đồng Nai 5 ca, An Giang 3 ca, Cà Mau, Vĩnh Long, Đà Nẵng và Tiền Giang, mỗi địa phương 1 ca. Trung bình số ca qua đời ghi nhận trong 7 ngày qua là 149 ca. So với thế giới, tổng số ca qua đời ở Việt Nam xếp thứ 34 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca qua đời trên 1 triệu dân xếp thứ 135 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca qua đời ở Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca qua đời trên 1 triệu dân xếp thứ 30 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tình hình xét nghiệm, số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện là 19.160.389 mẫu cho 54.311.296 lượt người. Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 45.496.123 liều, trong đó mũi 1 là 34.622.194 liều mũi 2 là 10 triệu 873.929 liều. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Còn 5 quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh chưa đề nghị hoặc chưa có báo cáo thẩm định về kết quả kiểm soát dịch bệnh, gồm quận 4, Bình Thạnh, Bình Tân, huyện Hóc Môn và Bình Chánh. Đến nay đã qua ngày thứ 3 thực hiện chỉ thị 18 của Ủy ban nhân dân thành phố về tiếp tục kiểm soát dịch bệnh và từng bước phục hồi kinh tế. Trong 3 ngày qua, đại bộ phận người dân rất phấn khởi, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trở lại hoạt động, tạo ra không khí vui tươi. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân thực hiện chưa nghiêm chỉ thị 18. Cụ thể, chưa thực hiện nghiêm 5K, có xuất hiện buôn bán hàng rong đang bị cấm, nhiều người lưu thông ra đường khi chưa có đủ điều kiện. Do đó, ông Hải cho biết, tinh thần hiện nay là phòng chống dịch vẫn là số 1, mới tính đến từng bước phát triển phục hồi kinh tế, ưu tiên bảo vệ sức khỏe người dân trước hết và trên hết. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm chỉ thị 18, tự bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình và cộng đồng. Đến nay có 17 quận huyện đã được các đoàn kiểm tra đề nghị với Ban chỉ đạo phòng chống dịch công nhận, cơ bản kiểm soát được dịch, đó là các quận 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, quận Gò Vấp, Phú Nhuận, thành phố Thủ Đức, quận Tân Bình, quận Tân Phú, huyện Nhà Bè, Cần Giờ và Củ Chi. 5 đơn vị còn lại chưa được đề nghị hay chưa có báo cáo thẩm định về kết quả kiểm soát dịch bao gồm quận 4, quận Bình Thạnh, Bình Tân, huyện Hóc Môn và huyện Bình Chánh. Về hoạt động sản xuất, sau 3 ngày mở cửa theo chỉ thị 18, đã có 5.279 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại. Nhiều doanh nghiệp khác đang chuẩn bị để trở lại hoạt động khi đủ các điều kiện. Hiện nay, nhiều quận huyện đang làm việc với các cơ sở sản xuất, kinh doanh để nắm thực trạng, tạo điều kiện cho họ nhanh chóng trở lại sản xuất. Chuyển qua thông tin tiếp theo. Tính từ ca bệnh ở thôn Lê Lợi, xã Phủ Vân, thành phố Phủ Lý, có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vào chiều ngày 19 tháng 9 đến nay. Hà Nam đã ghi nhận 457 ca bệnh, trong đợt dịch mới này. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hà Nam, tính đến chiều ngày 4 tháng 10, trên địa bàn tỉnh này tiếp tục phát hiện thêm 20 trường hợp có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Trong đó có một trường hợp phát hiện trong khu phong tỏa, còn lại đều trong khu cách ly. Như vậy, tính từ ca bệnh BN687470 ở thôn Lê Lợi, xã Phủ Vân, thành phố Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều ngày 19 tháng 9. Đến nay, Hà Nam đã ghi nhận 457 ca bệnh COVID-19 trong đợt dịch mới này. Đợt dịch COVID-19 lần này tại Hà Nam được đánh giá khá nghiêm trọng với số lượng người mắc nhiều, lan rộng địa bàn các huyện thị. Đặc biệt có nhiều học sinh, công nhân trong các khu công nghiệp và doanh nghiệp mắc. Nhằm tiếp tục đẩy mức phòng chống dịch COVID-19 lên mức cao hơn, sáng nay, ngày 4 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã phát động phong trào thi đua phòng chống dịch ở phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, sáng mùng 4 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Trương Quốc Huy đã ký văn bản số 2607/UBND-NC gửi các cơ sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh, các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc phát động phong trào thi đua Hà Nam đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung thi đua như đẩy mạnh phong trào thi đua phòng chống dịch với quyết tâm cao nhất, năng động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ và huy động các nguồn lực xã hội, động viên khích lệ mọi người dân tự giác tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn đẩy lùi, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trong cộng đồng đồng thời tích cực tham gia sản xuất kinh doanh góp phần phục hồi và phát triển kinh tế tạo nguồn lực để tập trung chống dịch bảo đảm an sinh xã hội chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân đặc biệt là người có công người có hoàn cảnh khó khăn phát huy sức mạnh toàn dân tham gia chống dịch thực hiện nghiêm hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo quy định nâng cao tinh thần trách nhiệm siết chặt kỷ luật kỷ cương đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn giao nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm khi xảy ra dịch bệnh do chủ quan, lờ là sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Trong văn bản này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cũng khẳng định sẽ ưu tiên ngân sách huy động mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặt tính mạng sức khỏe của người dân lên trên hết.